Ok, trước hết thì tôi xin cảm ơn thanh niên xe cool này. Đây là thanh niên đã đăng tải cái bản mod này lên YouTube. Đây, thì nó là cái này. Tôi sẽ để cái link video này bên dưới, anh em có thể vào đó xem cách tải và cho thanh niên này một subscribe. Ok, thanh niên này đã đóng góp rất nhiều cho cộng đồng bằng việc đăng cái video này lên YouTube. Và tôi xin chân thành cảm ơn thanh niên này và những người đã tạo ra cái bản mod này. Tôi không biết là còn ai hay không. Nếu có xem video này thì các bạn biết là tôi cảm ơn các bạn vì đã đóng góp rất lớn cho cộng đồng Pixelmon. Và có cái để tôi bú phim. Ok. Rồi, Litten nha. Oh, fuck. What the fuck? Holy shit, chết mẹ. Thế giới bị ma ám rồi. Oh, fuck, 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 fuck. Ok, tôi vừa mới mời thầy cúng về trục dòng đi. Giờ nó bình thường lại rồi. Chúng ta sẽ bắt đầu vào cuộc hành trình của chúng ta nhé. Rồi, ok, chúng ta có mốt chặt gỗ nhanh. Và, ui, có con gì này? Một con gì đấy trông khá là to. Yeah. Oh my god, anh này ngầu thế. Trời. Ok, chúng ta có một con Gachom Iron Rocket. Một cái form nhìn rất là chiến. Thiết kế và màu sắc đều rất là tỉ mỉ. Cả tên của nó cũng được làm một cách kỳ lưỡng. Và có cái gì đó nhảy kế bên cái tên đó kìa. Tôi ước gì não tôi trong giờ thi nó cũng nhảy giống vậy ha. Tôi không chắc là bây giờ tôi có bắt được con này hay không. Cho nên là thôi, tôi đi đây. Ở đây có một căn nhà. Nhà có chó không mấy anh chị ơi? À, nhà có ai không? Hello. Oh shit, thức ăn. Không cần. Hello. Rồi, toàn thức ăn không? Nhà giống nhà hàng hay gì vậy? Rồi thôi, chúng ta đi ra rừng. Ta sẽ đi về một nơi phương xa. Ở đây thì có mấy cái, có cái mốt mà có thêm mấy cái cây nhìn là lạ nữa. Ê, ở đây có cái đèn. Oh shit, ủa cái đầu con gì kỳ kỳ vậy ta? What the fuck? Wow. Ok, tôi biết đầu con gì rồi. Đầu bưởi của con ngựa. Có game sắc rồi, bây giờ tìm một cái chết khá là đơn giản ha. À, tiện nói luôn thì bây giờ cũng qua series này rồi. Nên là series Pixelmon Generation tôi cho nó end luôn nha anh em. Tập 6, ok. Cho nó chết đó luôn đi. Ê, cái nhà này to phết nhờ. Ok, đập kính là đột nhập thử coi. Ê, hello. What's up? Có ai không? Hello. Ồ, chết mẹ, lộn đường. Đây. Ok. Hello. What's... Ok, nhà đéo có gì hết. Nhà to mà nó còn nghèo hơn nhà tôi nữa. Mặc dù là bây giờ tôi chưa có nhà. Giờ ta đi làm tiều phu chặt gỗ nha anh em. Ok, rương thì nó cũng là gỗ thôi. Đó, mà tự nhiên cái gỗ này nó cho ra một đống đồ rồi. Thì chắc là trời cho. Nó có một cái loot, tôi không nhớ rõ tên của cái này là gì. À, nó là Pokestop. Ok, một cái Pokestop. Và nó cho tôi mấy cái trứng này. Ok, trứng 5 km. Rồi chúng ta sẽ chạy 5 km để cái trứng này nở ra. Ok, trứng này thì không biết là nên luộc hay là nên chiên nữa. Bây giờ mình sẽ bán mấy cái mà trời cho mình hồi nãy. Ok, chúng ta sẽ có tiền trang trải sống qua ngày, mua grid ball được cái kiểu. Rồi mình đã đi đột nhập nhà người ta, coi thử trong nhà người ta có cái gì để mình còn rút. Nhưng mà nhà này nghèo vờ lờ, đờ mờ. Trên đây có gì không? Không có hai bàn chế tạo. À, tôi không có bàn chế tạo hết, ok. Rồi bây giờ nhà này còn một bàn chế tạo. Ok. À, nó còn mấy cái lò nè, thôi để tôi lướt luôn. Ngon. Bây giờ anh em nhìn tôi khét đéo nè, đối tượng sắp bị ám sát không? Mẹ, một đống tia laser nó chỉ vô người hơn này màu vàng chứ nó mà màu đỏ nên là còn giống nữa. Ok, ở đây còn một cái Pokestop khác. Và cái Pokestop này cho tôi một cái trứng 2 km. Rồi, một cái 2 km với hai cái 5 km. Cái này mà tổ chức giải chạy điền kinh chắc chạy một hồi là rụng hết trứng. Ở bên này thì có một cái Master Chest. Ok, chúng ta sẽ đập cái này ra. Ờ, chặt hết cái cây này luôn. Đây, đó, nhanh gọn lẹ. Và what the f... Tụi mẹ thở oxy. What the fuck. Shit, cái mod này nó vậy hay là do tôi may ra? Hôm nay khá là hên anh em ạ. Master Ball ngay từ tập đầu à. Tôi hy vọng là tôi sẽ dùng nó để bắt con gì đó xứng đáng chứ mẹ. Không phải là bắt Raikou như hôm bữa. Ui, ở đây có một con Blastoise này. Nhưng mà dạng của nó nhìn lạ và lờ. Con này kiểu bên Digimon sáng ta. Cái game mà Digimon nó cũng toàn mấy con quái giống Pokemon vậy. Nhưng mà tôi nhìn cái thiết kế mai của con này tôi cứ liên tưởng nó Digimon thế đéo nữa. Thêm cái mỏ của nó nữa. Ok, tôi sẽ cố bắt con này thử. Rồi con Shiny kia thì cứ để từ từ đi. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ ngồi chúng ta xả bone, xả liên tục bone. Mình có khá là nhiều bone từ hồi nãy cho nên là bây giờ xả cũng khá là thoải mái. Và bây giờ chúng ta xả Ultra Bone. Và holy shit, fuck. Ok, tập trung, bình thường. Okay. Rồi, đây. Chúng ta có anh bạn Slashing Cell. Hệ nước và hệ rồng. Rất là chất lượng. Đấy. Rồi bây giờ anh bạn này sẽ gánh phần còn lại của thế giới. Thật may là con Pokemon có form đầu tiên mà tôi có nó là hệ nước. Tôi thích hệ nước. Mà không biết là anh em thích hệ gì nhỉ? Anh em có thể comment bên dưới video chúng ta đã có chung sở thích. Bây giờ tôi thử tôi cầm con Slashing Cell này tôi tẩn con bố này thử coi. Tiên cậu. Cậu ơi, tớ tiên cậu. Tớ tiên cậu, mẹ sức mạnh tình bạn sẽ chiến thắng tất cả. Sức mạnh tình bạn chiến thắng tất cả. Thắng đi. Rồi xong.
Với cái cụ lời gì đây? Iron Fly mà sao tôi quăng hoài nó không vô ta? Không biết là nó nên cái chính xác thì vị trí nó đang nằm đâu rồi mà tôi quăng vô người nó luôn đéo được. What the fuck is this? Đều. Con Aces nó hạ phàm xuống đây hay sao vậy? Một là Aces hạ phàm xuống, hai là Deoxys nó đi xuống đây. Nó thì có thể đi xuống bằng đường này. Ok, và đây là rùa leo núi to nhưng rất tiếc nó vẫn chỉ nhảy được một block chứ không nhảy được hai block. Đi bộ bạn đi cho nhanh. Rồi bé Litten của chúng ta đã bước vào giai đoạn dậy thì, đấy, tiến hóa. Mà bắt con kia xong bây giờ tôi cảm giác như con Torakka này nó tiến hóa lên nó cũng vô nghĩa quá. Thì ở đây có cái nhà hoang. Hello, nhà hoang có cái gì không? Có ai chôn khô báu dưới đây không? Ok, có thể bây giờ tôi nên tìm chỗ xây nhà là vừa rồi á. Để có thể, ê cái mẹ vô xây nhà đi, bên đây. Đâu xanh nó bên này. Đây. Thế đéo này nó là sẽ bằng ngoài đây ta. Một anh trai Giratina kết hợp với Necroma. Ok, Master Ball. Oh yeah, rất ngầu và rất là chiến. Ok, bây giờ mình cầm nó đi test thử nha. Đấy, một phát một con boss đi luôn. Hay quá. Không, thật ra là hai phát. Rồi bây giờ tôi test thử boss Mega thôi ơi. Đây, bay lên này. Hãy lên bay lên trên bầu trời này bạn ơi, đứng im đi cho tao đập mày. Đứng im coi bro. Má từ từ tôi phải canh. Rồi thả. Thôi fuck, lại hụt. Rồi lần nữa. Thả. Ok, dính. Ngon. Giờ tôi tin chắc là với sức mạnh của hai con mới thì tôi chắc chắn sẽ hạ gục được con này. Nó sẽ chịu gì thế toàn người ta. Đó được rồi đó, thấy chưa mẹ, được nửa cây rồi. Rồi xong luôn, đi con rồi. Không sao hết, còn con này mới là sát thương chính nè. Earth Power. Một khoan cho đợi. Ê chết mẹ, con kia bay mày, hệ đất đâu có tác dụng gì đâu. Rồi xong. Ê mấy chiêu này không có ra. Rồi xong phim. Oh fuck shit. Ok, thu SML rồi đó anh em. Ở trên đây có một con Shiny, để tôi thử tôi lên coi nó là Shiny gì. Shiny xịn thì bắt thôi, còn mấy con Shiny của cô thì thôi khỏi. Đâu, à một con Weedle. Rồi thôi bỏ đi. Ê, một con nữa. Đây chúng ta có một bạn Greninja. Greninja gì đây? Iron Ninja không? Có lẽ là ninja là bằng sắt. Này không biết là có liên hệ với thằng Hải Băng ở bên Ninjago không ta? Chúng ta sẽ cần phải nhẹ nhàng tư tốn. Bây giờ không quánh được nó nữa. Bây giờ quýnh một cái là nó đi luôn. Cho nên là không đánh. Chúng ta chỉ có thể quăng bone thôi. Ôi, một quả Pokeball. Và 1, 2, 3, 3, 3. Rồi, 4 lắc. Ngon. Tuyệt vời, ba con Pokemon form. Ô từ từ bị chết mẹ.